Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Fred chính thức rời MU đến Fulham. Ronaldo rời Ả Rập Xê Út để đến Newcastle. Chung kết Coupe Ava, MU, Man City, Ten Hag tung bài dị. Fred chính thức rời MU đến Fulham. Theo Manchester Evening News, ngôi sao người Brazil hiện đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag. Nhật báo trên cho hay, người đại diện của Fred đã nói về khả năng ngôi sao người Brazil sẽ chuyển đến đầu quân cho Fulham từ Manchester United. Trong bối cảnh nhà Glazer vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình bán câu lạc bộ, Erik Ten Hag có thể phải thực hiện những động thái đầu tiên của mình trên thị trường chuyển nhượng mà không có sự hỗ trợ đáng kể từ hội đồng quản trị. Và Fred đã trở thành cái tên bị đưa vào danh sách thanh lý. Cầu thủ người Brazil hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng và chỉ đá chính 23 lần mùa này, ít nhất kể từ khi anh chuyển đến Old Trafford. Ten Hag muốn làm mới hàng tiền vệ và sẽ tìm cách bán Fred để bổ sung ngân sách chuyển nhượng. Trong khi đó, huấn luyện viên Marco Silva đánh giá cao kinh nghiệm của Fred. Ông muốn mời anh đến Fulham để tham gia kế hoạch phát triển câu lạc bộ mùa tới. Sau trận thua 1-2 trước Man United vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã có buổi nói chuyện riêng với Fred. Ronaldo rời Ả Rập Xê Út để đến Newcastle. Rạng sáng ngày mai, câu lạc bộ Al Nassr sẽ tiếp câu lạc bộ Al Fateh trên sân nhà ở lượt đấu cuối của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở về Bồ Đào Nha từ trước đó. Đây là một mùa giải đáng thất vọng của câu lạc bộ Al Nassr. Trước khi siêu sao Cristiano Ronaldo đến, đội bóng này đang dẫn đầu cuộc đua giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, hơn Al Ittihad 3 điểm. Ở các đấu trường cúp, họ cũng còn nguyên vẹn cơ hội đăng quang. Thế nhưng, sau khi đón CR7, thành tích của câu lạc bộ Al Nassr theo kiểu phú quý giật lùi. Bị loại ở các đấu trường cúp đá đành, đội chủ sân St James Park cũng mất nốt Saudi League. Trước vòng cuối, câu lạc bộ Al Nassr đã kém Al Ittihad 5 điểm và hoàn toàn không còn khả năng bám đuổi. Cũng bởi câu lạc bộ Al Nassr chắc chắn về nhì, đội bóng này cho phép Cristiano Ronaldo rời đội sớm hơn dự kiến. Cụ thể, CR7 sẽ không chơi trận đấu với câu lạc bộ Al Fateh lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 6 giờ Hà Nội. Thay vào đó, chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng trở về Bồ Đào Nha chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024. Ở trận Al Nassr hòa câu lạc bộ Al Ittihad 1-1 trên sân khách hôm 28 tháng 5, Ronaldo gặp một chấn thương nhẹ. Theo báo cáo từ đội ngũ y tế của câu lạc bộ Al Nassr, Ronaldo không bị rách cơ. Dù vậy, CR7 vẫn chủ động xin huấn luyện viên Dino Zeljic cho nghỉ trước khi rời khỏi Ả Rập Xê Út bằng máy bay riêng. Nhưng điều lạ lùng là những thông tin chuyển nhượng cũng bay theo chuyến bay của CR7. Nguồn tin của tờ Sportmano cho hay, trận hòa Al Ittihad là lần cuối cùng Ronaldo hiện diện trong màu áo câu lạc bộ Al Nassr, dù anh đã ký hợp đồng 2 năm rưỡi với đội bóng này. Bản thân Ronaldo được cho là không mặn mà với việc tiếp tục chơi bóng ở quốc gia vùng vịnh này. Thay vào đó, nhiều khả năng CR7 được luân chuyển công tác đến Newcastle, một đội bóng được sở hữu bởi những ông chủ người Ả Rập Xê Út. Mùa tới, Newcastle có vé dự Champions League và với một bản kế hoạch đầy tham vọng, đội chủ sân St James Park có đủ sức hút để thuyết phục Ronaldo. Mặt khác, giữa việc chơi bóng ở Ả Rập Xê Út với việc trở lại giải Ngoại hạng Anh, có lẽ nhiều người cũng đoán được lựa chọn của cựu cầu thủ MU. Trên thực tế, việc Ronaldo gia nhập câu lạc bộ Al Nassr vào hồi tháng 12 năm ngoái cũng là bất đắc dĩ sau khi anh gây chiến với đội chủ sân Old Trafford. Tại thời điểm đó, Ronaldo yêu cầu người đại diện cũ là Jorge Mendes tìm cho mình một bến đỗ ưu tú ở châu Âu. Tuy nhiên, khả năng trên đã không xảy ra và CR7 sau cùng phải đến Ả Rập Xê Út chơi bóng. Chung kết Coupe Ava, Man United và Man City, Ten Hag tung bài dị. Câu lạc bộ MU đã có một màn chạy đào hoàn hảo trước thềm trận chung kết Coupe Ava đối đầu với Man City vào cuối tuần này trên sân vận động Wembley 21 giờ ngày 3 tháng 6. Nhưng vẫn còn không ít những nỗi lo dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Những toan tính của Pep trước đại chiến. Man City đã để thua trước câu lạc bộ Brentford trong trận đấu hạ màn mùa giải Premier League mùa này với tỷ số 0-1. Và với nhiều người, đó chắc chắn là sự chuẩn bị không tốt của The Citizen trước màn đụng độ gã hàng xóm không đội trời chung vào thứ Bảy này. Dù vậy, đây có thể là toan tính đã nằm trong suy nghĩ đến từ huấn luyện viên Pep Guardiola. Đội chủ sân Etihad đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh từ cách đó 2 vòng đấu. Do đó, họ không có lý do gì để bung hết sức ở một trận đấu chỉ còn có ý nghĩa về mặt danh dự với Brentford. Đây luôn luôn là cái hay của Pep, rằng ông và đội ngũ của mình luôn có sự chuẩn bị tốt cho những trận đánh lớn. Cuộc chiến với MU vào tối ngày 3 tháng 6 tới chính là một trận đấu như vậy. Một điều nữa cho thấy được sự tính toán rất cẩn thận của Pep Guardiola, đó là việc ông đã cất giữ gần như tất cả những quân bài tốt nhất của mình ở trận đấu với Brentford vào cuối tuần vừa qua. Nếu chúng ta để ý kỹ, chỉ có Finn Foden và Kai Walker hay Riyad Mahrez là những gương mặt trụ cột hay xuất phát ở đội hình chính ở hàng tuần đến từ các nhà đương kim vô địch Premier League. Còn lại là một loạt các sao trứ danh như là Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Rodri đều được Pep cất trên bàn ghế dự bị. Đó là toan tính mang tính già dơ và nhiều giá trị về mặt kinh nghiệm trận mạc của ông thầy 52 tuổi. để nhằm giúp nửa xanh thành Manchester có được trạng thái tốt nhất trước một trong những trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải năm nay. Đấy chính là lợi thế lớn nhất của Man City trước khi đấu với MU vào thứ Bảy tới, về sự chuẩn bị và chiều sâu đội hình giữa đôi bên. Trụ cột bị vắt sức, MU có lo bị lộ bài trước Man City? Nhưng với tình hình thực tại, có lẽ Man City sẽ cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào trước trận đấu tới. Nếu như The Citizen có thể ung dung sử dụng một đội hình không phải là mạnh nhất và chấp nhận thua cuộc ở trận đấu thủ tục, thì điều ngược lại hoàn toàn lại đến với MU của huấn luyện viên Ten Hag. Đó là bởi dù đã chắc vé tham dự Champions League mùa giải tới, nhưng Quỷ Đỏ vẫn tung vào sân đấu Fulham, một đội hình tương đối mạnh với quá nửa những cái tên quen thuộc từ Bruno Fernandes, Casemiro, Marcus Rashford cho đến Jadon Sancho hay những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị như là Fred, Eriksen. Tính ra chỉ có Rafael Varane, Luke Shaw, Wan-Bissaka là được nghỉ ngơi hoàn toàn khi không được Ten Hag sử dụng. Có thể điều này xuất phát từ việc nhà cầm quân người Hà Lan muốn tri ân các cổ động viên bằng một chiến thắng trên sân Old Trafford để khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên của ông. Cách dùng người đó của Ten Hag không sai, nhưng có thể khiến MU gặp những bất lợi nhất định trước ngày chạm trán với Man City. Đầu tiên là việc ông không giấu được bài trước trận chung kết tới đây với Man City khi đã tung vào sân gần như là những quân bài tốt nhất của mình. Tính bất ngờ về lối chơi hay một chiến thuật mới nào đó muốn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola là không còn. Tiếp đến là vấn đề thể lực khi các trụ cột vẫn ra sức cầy ải ở một trận đấu vô thưởng vô phạt như thế này, trong khi đội hình chính của Man City lại được nghỉ ngơi gần như hoàn toàn. Rất may cả đội còn gần đến một tuần để chuẩn bị cho trận đấu trên sân vận động Wembley, nên đây có thể không phải là một vấn đề quá to tát ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên, MU sẽ vẫn cố gắng để chơi theo cách của mình như chính phát biểu mới nhất của huấn luyện viên Ten Hag sau trận đấu với Fulham hôm Chủ nhật rằng ông và các học trò sẽ quyết tâm bằng mọi giá chiến thắng Man City. Bởi dù có thế nào đi nữa thì The Citizen vẫn là những người được đánh giá cao hơn đại kình địch cùng thành phố. Điểm tích cực là Quỷ Đỏ sẽ có lực lượng mạnh nhất khi không có thêm bất cứ pha chấn thương nào ở trận đấu vừa qua. Đó là cơ sở để cả hai hứa hẹn tạo nên một trận đấu mãn nhãn và phần thắng sẽ gọi tên đội bóng nào bản lĩnh, có tinh thần và chiến thuật đề ra tốt hơn. Hãy cùng chờ xem.